Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Cường Cây Thân, mình là một chuyên gia về đồ high hand, đồ second hand hay còn được gọi là đồ hàng thùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với Cường Cây Thân. Mình vừa đi mở một cái kiện phông polo 100kg. Và anh em có thể lên trên channel Cường Cây Thân Official để xem clip mở kiện nhé. Còn ngày hôm nay thì trước khi chờ đón cái việc là xử lý và lên kệ tất cả những con hàng của ngày hôm nay mở kiện thì chúng ta sẽ lên những con hàng khác. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Cường Cây Thân, quay trở lại với chuyên mục Hàng Thùng Tuyển, được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên channel Cường Hàng Thùng. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm polo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định một cái quyết định khá là táo bạo khi mà mình sẽ đưa tất cả những cái con phông ở trong kiện VIP, những cái con phông cuối cùng ở trong kiện VIP, và giá ngày hôm nay sẽ là 250.000 cho những mã phông VIP ngày hôm nay nhé. 250.000 để chờ đón những sản phẩm mới lên kệ. Và ngày hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp, một ngày mà tất cả mọi người có thể săn được những con áo phông VIP với giá tốt nhất có thể. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Cây Thân khám phá sản phẩm phông VIP ngày hôm nay, và giá chỉ là phông thường thôi nhé. Let's go. Ok, và chúng ta sẽ đến ngay với Cường Cây Thân. Chúng ta sẽ đến ngay với mã đầu tiên, sẽ là mã 1. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một con chất liệu thể thao với thương hiệu là thương hiệu ASICS dành cho tất cả anh em. Chúng ta sẽ có một con hàng đến từ Nhật Bản với mã 1, với chiều cao từ 1m6 đến 1m65, cân nặng 55 đến 62kg cho mã đầu tiên là mã 1 nhé. Anh em nhớ nhá, là tất cả những con này đều ở trong cái kiện VIP hết. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lên nốt những mã cuối cùng của kiện này cho đến khi chúng ta sẽ xử lý xong cái kiện tiếp theo. Và chúng ta sẽ có những cái mã ngày hôm nay với giá là 250. Đầu tiên là một con với chất liệu thể thao, form size mình đọc rồi nhé, độ mới trên 90 của nhà ASICS Nhật Bản. Và chúng ta sẽ có tem mác cốt kiếp đầy đủ với mã đầu tiên là mã 1, 250.000, bao ship toàn quốc, bao check chính hãng toàn quốc và bao mở hàng ra kiểm tra. Tiếp tục, mã thứ hai chúng ta sẽ đến với Hugo Boss, một con hàng dạng vải là vải cốt tông mỏng đến từ nhà Hugo. Con này form size tương tự còn vừa xong, 1m6 đến 1m65, cân nặng 58 đến 65kg, 65 mặc theo kiểu form body anh em nhé. Đây là cốt tông mỏng, màu của nó là màu xám lông chuột ạ. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái chi tiết nho nhỏ của Hugo Boss. Mình cũng không biết là tại sao nó lại thêu kiểu chỉ có một cái chấm xanh thêu ở đây, cũng không hiểu lắm. Chúng ta sẽ có một cái đường viền cổ được in chữ Hugo Boss ở chỗ này, và nó sẽ có một cái hệ thống tem được làm bằng chất liệu nhựa ở đây. Tem là bằng nhựa anh em nhé. Mã này là mã 2. Mã 3 đi em. Mã 3 chúng ta sẽ đến với một con Basic T của Aniquilo với độ mới là trên 90. Con này của Aniquilo và màu của nó là màu xám lông chuột anh em nhé. Form size 1m72 đến 1m78, cân nặng 70 đến 90 và cốt tông 100% với mã là mã 3. Độ mới rất cao nha anh em, cứ soi gần soi xa chúng ta sẽ xem đường bo tay các kiểu luôn. Và ngày hôm nay thì điều đặc biệt đó là chỉ 250.000 cho một sản phẩm thôi, vẫn đảm bảo tất cả tiêu chuẩn cũ là cúc kiếc tè mác đọc được hết. Ok, mã 4. Mã 4 chúng ta sẽ đến với một con màu xanh của nhà Binpole. Chúng ta sẽ có một con cốt tông màu xanh của nhà Binpole nhé, như thế này. Con này màu xanh lá cây, họa tiết thì nhìn rất là đẹp. 1m68, 1m75, cân nặng 65 đến 80kg nhé. Logo Binpole rất to và được thêu ở đây. Và chúng ta sẽ có tem mác, và cái cúc của nó vẫn phải là cúc zin của áo. Tất cả những họa tiết thêu thiết các thứ của nó đều rất đẹp nhé. Và mình nhắc lại một lần nữa là nhà mình là hàng mở kiện nhé, mình có rất nhiều clip mở kiện trên cái kênh chính. Mã 5 chúng ta sẽ đến với một con Adidas. Ui, một con Adidas với chất liệu là thể thao, màu của nó là màu đen. Chúng ta sẽ có một con Adidas với chất liệu là Climacool, chất liệu thun lạnh, 1m65, 1m72, cân nặng 60-75. Đây là một con màu đen nhé, và chất liệu của nó là thể thao thoáng khí. Ba vạch của nó là ba vạch màu như thế này. Đó, đây là một con Basic T rất đơn giản của nhà Adidas nhé. Đẹp nhờ. Chúng ta sẽ có con này. À, mã này bị lỗi một chút ở đằng sau rồi. Mã này sẽ để tặng nhé. Mã 5 này sẽ để tặng dành cho ai mà đặt nhiều áo nhất có thể. Mã 5 sẽ để tặng. Mã 6 đi em.
Mã 6 chúng ta sẽ đến với Aniquilo xám đậm ạ. Đây là những con cuối cùng còn sót lại ở trong cái kiện. Hôm trước mình mở 3-4 kiện ấy, là mình lên được mấy clip thì đây là những con cuối cùng còn sót lại nhé. Aniquilo in logo tem ở đây. Và chúng ta sẽ có một con Basic T màu xám đậm 1m65, 1m72, cân nặng 60-75 ạ. 5-4-3-2-1, cốt tông dày nhé. Aniquilo thì cốt tông của nó là 100% cốt tông, nhưng mà cốt tông của nó sẽ khá là dày đấy ạ. Những con nào mà cốt tông mỏng thì mình sẽ nói nhé, cốt kiếc và tem mát còn đầy đủ. Tiếp em. Mã 7 chúng ta sẽ đến với Agno Spammer, một cái thương hiệu mà với logo và họa tiết hình chiếc ô. Con này thì màu của nó là màu xanh tím than, và chúng ta sẽ có form size là 1m6 đến 1m65, 55-62kg, và cốt tông là cốt tông mỏng. Cốt tông con này rất là mát nha anh em nhé, 100% cốt tông, độ mới rất cao nhé. Và cúc kia, à con này không có cúc đi kèm đâu, con này chỉ có tem, mà tem nó đọc được từng chữ một. Tiếp em. Mã 8 chúng ta sẽ đến với một con của Dunlop. Và con này thì nó là chất liệu thể thao của nhà Dunlop. Đây, phía đằng sau của nó là cái hệ thống gọi là hệ thống thoáng khí của Dunlop nhé. Chúng ta sẽ có logo Dunlop ở đây, chữ D. Và chúng ta sẽ có một con với form size 1m65, 1m72, cân nặng 60-75, form size M đấy ạ. Đây, tem của Dunlop đấy, đọc được từng chữ một luôn. Chất liệu thể thao nhé, co giãn, nhẹ. Tiếp em ơi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Crocodile. Một cái con mà hình như hôm trước mình cũng bán một con màu giống như này rồi em. Chúng ta sẽ có cúc kia các thứ của nó này. Cúc in logo thương hiệu là một này. Con này chất liệu của nó là chất liệu cực kỳ thoáng khí luôn. Con này thì form nhỏ hơn con hôm trước, 1m6 đến 1m65, cân nặng 55-62 mặc giúp mình nhé. Hệ thống của nó là hệ thống kiểu dạng lưới, như kiểu dạng lưới tổ ong ấy mọi người, nhìn kỹ. Nó giống hệ tổ ong luôn. Và nó là một cái hệ thống thoáng khí cực kỳ của nhà Crocodile. Con này bị cắt tác dưới rồi nhá. Nhưng mà giá 250 cho một sản phẩm mới trên 90% nhà này mình nghĩ là quá ổn luôn. Con này thì mặc hơi điệu đà một chút, chứ nó không phải là form theo kiểu basic cơ bản. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Agnon Palmer. Con này size 95 và chất liệu là chất liệu thể thao. Tem của nó là tem Hàn Quốc này. Con này là màu xanh rêu nhá. Anh em đợi mình 20 giây. Mình sẽ đóng hết tất cả các cái cúc này vào trước đã. Anh em muốn xem cái clip mình mở kiện thì qua trang Cường Kiên Thân Official nhé. Đấy là trang chính của mình. Trang đấy thì không bán hàng ở trên đó. Ngày xưa thì mình có bán hàng ở trên đấy, nhưng mà bây giờ thì mình tập trung bán hàng trên một kênh thôi. Đây, chúng ta sẽ có một con với form size 65-72, cân nặng 60-75. Tay tiếc cả thứ còn nguyên này. Màu của nó là màu xanh rêu và chất liệu là chất liệu thể thao nhé. Này, tay còn nguyên luôn. Những cái con hàng rất rất đẹp nhé. Và chúng ta sẽ chờ đón thêm một cái kiện toàn Puma Adidas nữa cơ. Đó, tem hàng. Tiếp 11 ạ, chúng ta sẽ đến với một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Chúng ta sẽ có hang tem các cái Fognia. Đây là một con cốt tông 100%. Và màu của nó là màu, con này là màu gì? Xanh lam. Độ mới thì cực cao luôn. Nó trong kiện VIP ra mà anh em. Đây, 1m65, 1m72, cân nặng 60-75 nhá. 5-4-3-2-1, qua mã đi. Tất cả những con này đều không có lỗi đâu. Bao mở hàng lên kiểm tra, anh em nhớ mở hàng lên kiểm tra thật kỹ trước khi nhận giúp mình nha. Bởi vì đấy là cái quyền lợi của anh em ấy. Nhưng mà nếu giả sử như kiểu anh em không thể tự mở hàng ra kiểm tra và nhờ người nhận hộ thì mình vẫn bao, nếu mà lỗi thì mình vẫn bao đổi trả bình thường nhá. Nhà mình xanh chín là mình làm to mà. Tiếp tục, mã 12 chúng ta sẽ đến với một con đến từ Paris. Con này đến từ thương hiệu Guy Racho. Đây, Paris này. Đó, chúng ta sẽ có một con với chất liệu cốt tông mỏng. Form size 1m68, 1m75, cân nặng 65-75kg mặc giúp mình mã này nhé. Cực kỳ thoáng khí và cực kỳ mát trong mùa hè luôn. Một con đến từ một thương hiệu của Pháp. Hôm qua thì có rất là nhiều người nói với mình là cái clip mà 99.000 các bạn nên lên như kiểu là hài Tết ấy. Nhưng mà mình phải nói thật với anh em luôn là mình đang cố gắng để tất cả anh em nhà mình có thể lên được từng loại sản phẩm khác nhau. Và rất là hy vọng là mọi người sẽ thông cảm, bởi vì là bạn ấy mới làm, nên là không thể tránh khỏi những cái sai sót được. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với cốt tông 100% của nhà Giordano. Con này thì form to này, xám đậm ạ, 1m72 đến 1m80, cân nặng 70-90kg nhé.
Hôm nay vừa đi mở kiện về xong rồi tối lại, chiều tối nay lại lên live luôn thế này. Mình làm việc liên tục anh em ạ. Giordano nhá, không lỗi một tí nào luôn, mới trên 90. Tiếp 14 chúng ta sẽ đến với Aniquilo, nhưng mà con này họa tiết màu thì màu xám lông chuột, họa tiết là họa tiết màu vàng. Đây anh em, cúc tiết các thứ đương nhiên là còn nguyên rồi, bởi vì nó trong kiện ngon mà. Chẳng qua là giá ngày hôm nay thì mình muốn là kiểu cho nó nốt lên nốt ấy, để cho mọi người săn được, để mình còn lên cái kệ mới. 1m60 đến 1m65, cân nặng 55 đến 62 nhá. Aniquilo form đẹp lắm, màu cũng đẹp, chất liệu là cô tông 100% nhá, của Aniquilo. Mã này là mã 14 ạ, soi gần soi xa đều rất là đẹp nhá. Hàng này là hàng mình lọc, thế nên là không có lỗi đâu. Tiếp tục 15 ạ, chúng ta sẽ đến với Westwood, một con áo thể thao của nhà Westwood. Con này thì màu của nó là màu xám đậm, và chúng ta sẽ có tem mác này. Cái điểm nhấn lại tiếp tục lại là cái đường gọi là đường cổ áo, thì nó in thương hiệu ở trên. Con này màu xám đậm, 1m65 đến 1m72, cân nặng 60-75, form size là form size M. Chất liệu có giãn nhé, cực kỳ mát luôn. Tem của con này hơi cũ rồi, nhưng mà cái cúc đi kèm vẫn còn nguyên này. Tem hơi cũ nhé, nhưng đồ mới vẫn trên 90. 16 chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger. Chúng ta sẽ có một con màu xám đậm của Tommy, 250 cho một con Tommy mới trên 90 như này là quá rẻ anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ có một con Tommy như này, 1m65, 1m72, cân nặng 60-75, mặc giúp mình mã này nhé. Mã này thì là một trong số những cái mã mà có thể bán với giá 350-400 nghìn được. Tuy nhiên là lên kệ thì nốt tất cả những sản phẩm còn lại là mình lên hết. Đây, tem mác cô kia còn nguyên. Tiếp em ơi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với Nôn Tần, 100% cốt tông này, mã 17. Đây anh em, đấy hàng nhà mình toàn 100% cốt tông, hàng rất đẹp. Đây là một con Nôn Tần với form size 1m65, 1m72, cân nặng 60-75, form size M. Rất đẹp nhá, con này cốt tông 100% và màu sắc rồi tất cả những họa tiết thiết kế của nó. Đây logo còn nguyên này, không bẩn đâu, không bẩn, không sờn, không rách. Nếu mà giả sử như kiểu có bẩn ấy, rách thì đương nhiên nhà mình không bán, thủng với rách nhà mình không bán. Nhưng mà có bẩn một chút thì sẽ chuyển qua kệ 99.000. Thậm chí là tối hôm qua khi mà lọc cái kệ 99.000, nhiều các con hàng nó còn rất là ngon ở trong đấy. 18 chúng ta sẽ đến với Galaxy. Chúng ta sẽ đến với một con của Hàn Quốc. Con này chất liệu là cốt tông, siêu mỏng luôn, chứ không phải là mỏng nữa. Con này cảm giác mỏng như tờ giấy ấy. Nhưng mà cái mùa hè nóng nực như này thì anh em nên có một con áo kiểu như này, bởi mấy con này mặc cực kỳ mát luôn. Đây chúng ta sẽ có này, cốt kiếc in logo này, mọi người nhìn rõ không ạ? Form size 1m65 đến 1m70, cân nặng 60-70 nhá, mặc dù mình mã này. Mình sẽ không sâu tem dưới nữa đâu nhá, bởi vì là cái clip mình muốn rút ngắn nó xuống còn đâu đó khoảng 40 phút thôi, xem nó đỡ chán. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với một thương hiệu của Hàn Quốc tiếp. Chúng ta sẽ đến với Dark với mã 19. Thương hiệu này thì mọi người thấy xuất hiện rất nhiều trong những cái túi du lịch Hàn Quốc mà mình có lên clip cách đây 8-9 tháng. Đây, đây là tên thương hiệu này, size của con này là size 100, màu trung tính nhá. 100, 1m65, 1m72, cân nặng 60-75 ạ. 5, 4, 3, 2, 1, không cũ một tí nào đâu anh em. Cái họa tiết kiểu như thế này thì nó sẽ rất là phù hợp, logo của nó đây, nó sẽ rất phù hợp với những người khoảng 50-60 tuổi ấy. Mặc rất là lịch sự nha anh em nhé. Đây, cổ kia các thứ còn nguyên, tay áo còn rất đẹp. 20 ạ, chúng ta sẽ đến với một con đến từ thương hiệu Mamos, một con thể thao. Chúng ta sẽ nhìn kỹ này, chúng ta sẽ có cúc này, in logo này, nhưng mà mình phải đóng cúc vào đã. Hai cúc còn nguyên nhá, nhưng mà mình chỉ đóng một cái thôi, giơ lên cho mọi người xem. Con này chất liệu thể thao nhé, đến từ nhà Mamos, Hàn Quốc ạ. 1m65, 1m72, cân nặng 60-75. Ngày hôm nay rất nhiều size M nhá. Tất cả những cái logo đằng trước, đằng sau của nó đều là logo theo nhá. Đây, logo này là logo theo này. Áo thì rất mới, màu rất là dễ mặc, tem còn nguyên, và cúc dự phòng cũng phải là cúc in logo như thế này. Quá dã man. 21 ạ, chúng ta sẽ đến với The Indian, thương hiệu Indian. Con này cái tem của nó rất là hay khi mà nó có các cái khoảng size ở đây, và nó có size 95, 100, 105, 110 thì nó đánh dấu là con này là size 100. The Indian Classic, nói là classic nhưng mà màu không classic cho lắm nhỉ.
dòng Indian này nó ngắn hơn những cái dòng Rap Raven hay là nó ngắn hơn những cái dòng của Anequilo. Chính vì thế nên là có con này, form size của nó sẽ chỉ từ khoảng 1m6 đến 1m65 thôi và cân nặng 60 đến 70 nhá. Con này theo cái kiểu rộng ngang anh ạ, nhưng mà lại ngắn. Mình tư vấn form size rất chuẩn nhá, thế nên là anh em cứ đúng cái form size đấy mặc giúp mình. Đến cả cái cúc đi kèm của nó vẫn còn phải là cái cúc màu tím như thế này. 22, chúng ta sẽ đến với FGS, một con hàng thể thao của FGS. Chúng ta sẽ tiếp tục lại là những chiếc cúc được in logo và là cúc gì. Các bạn chỉ có thể mở kiện mới ra được những cái con mà nó mới nó đẹp này thôi. Clip mở kiện mình có để ở trên kênh chính nhá. FGS ạ. Con này form size 1m62 đến 1m68, cân nặng 60 đến 70 nhá. Bo tay này, còn nguyên này. Đấy mọi người nhìn cái chất liệu thể thao này nó lâu cũ lắm. Thực sự là nếu mà anh em mà đạp xe đạp, tập gym hay là làm bất kỳ một cái gì ấy, FGS của Hàn này, thì anh em sẽ thấy là chất liệu thể thao này nó cực kỳ bền so với thời gian. Benz Good ấy, chúng ta sẽ có một cái con mà nếu mà mọi người nhìn, mọi người sẽ thấy cả mình ở phía đằng sau. Mọi người biết tại sao? Đây là chất liệu thoáng khí. Nó họa tiết là hàng trăm cái lỗ nhỏ. Chúng ta sẽ có một cái ba hàng cúc này, ba chiếc cúc, và ba chiếc cúc này đều in logo thương hiệu của thương hiệu Brad Goose. Con này thì form size 1m68, 1m75, cân nặng 65 đến 80. 5, 4, 3, 2, 1 nha. Còn độ mới thì mọi người không phải cân nhắc làm gì cả, là bởi vì đơn giản hàng nhà mình hàng mở kiện mới đét luôn. Khi mà mình đã lên clip như thế này thì đồng nghĩa với cái việc là những cái con hàng này mình là người lọc. Tiếp tục 24 ạ, chúng ta sẽ đến với Indian. Và chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện cũ của hàng mở kiện, cúc in logo, cúc in logo và ba cái cúc còn nguyên nhé. Đó, chúng ta sẽ có một cái con với màu thiết kế họa tiết là màu cam xám đến từ nhà Indian. Đây, tem trên của nó đây. Tem dưới thì chắc chắn còn rồi, không sâu làm gì cả. 1m65 đến 1m70, cân nặng 60 đến 70kg, mặc dù mình mã này nhá. Chất liệu là thể thao thoáng khí anh em nhá. Đây, tem trên, tem dưới và cái cúc đi kèm của nó vẫn phải là cái cúc gì. Hàng dã man lắm. Khi mà mình đã lên like nhảy, mình mất công lên like thì mình muốn là tất cả những sản phẩm nó phải ưu tú nhất có thể. Mã 25, chúng ta sẽ đến với một em made in Cambodia đến từ thương hiệu Kidland Signature, 97% cốt tông. Ở đây nó có ghi hết này. Mã 25 ạ. Con này màu xám đậm nhé, của nhà Kidland. Và chúng ta sẽ có cúc kia các thứ còn nguyên cả ba cái cúc luôn. Cúc của Kidland thì nó không in logo. 25, 1m68, 1m75, cân nặng 65 đến 80 nhé. Mặc dù hình mã này, con này cốt tông mềm, chính vì thế nên là mặc sẽ rất là sướng da. Con này màu nâu đậm anh em nhé. Mã con này là 25, 26. 26, chúng ta sẽ quay lại với thị trường của Hàn Quốc với thương hiệu Crocodile. Cái con này thì được gọi là cá sấu của Hàn. Và chúng ta sẽ có một con với chất liệu là thể thao, 1m6 đến 1m65, cân nặng 60 đến 70 nhá. To ngang, độ mới là trên 90. Ok ạ. Quá đẹp anh em. Từ tay này. Nếu phát hiện một lỗ thủng nhá, nếu chỉ cần phát hiện một lỗ thủng trong những cái clip mình livestream, mình sẽ tặng luôn con nào. Không nói nhiều. 27, chúng ta sẽ đến với Nepa. Chúng ta sẽ có một con hàng của Nepa, một thương hiệu đến từ Italia. 1m65, 1m72, chất liệu thể thao, cân nặng 60-75 ạ. Nepa, độ mới là 95. Soi gần, soi xa đều được hết nha. Bởi vì mấy con này mình lọc chán chê rồi mình mới dám cho lên nha. Tiếp tục, Lê Cáp đúng không? 28, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Lê Cáp. Một thương hiệu xuất hiện quá nhiều. Lê Cáp Sport. Và đây là con áo thể thao của nhà Lê Cáp. Mọi người bảo cái phối màu như thế này của Lê Cáp thì bao nhiêu tuổi mặc chả được, đúng không? 40 tuổi mặc được, 50 tuổi mặc được. Tất cả các cái cúc đều in logo của Lê Cáp. Nhìn kỹ cho mình những chi tiết nhỏ của những con áo chính hãng nhé. 1m65, 1m72, cân nặng 60-75, size M, chất liệu thể thao. Chất liệu này các bạn có mặc 5 năm nữa thì nó cũng không cũ được đâu. Nếu các bạn chỉ đạp xe, chứ không phải là đi tập nhảy hip hop mài cái áo xuống đường hay đi đá bóng mài cái áo xuống sân thì còn lâu nữa mới hỏng. Này, cúc kia còn nguyên. Tiếp em. 29, chúng ta sẽ đến với CK Calvin Klein, một con made in Bangladesh của nhà CK. Con này bình thường sẽ phải bán 350.
nhưng ngày hôm nay thì nó chỉ có giá là 250 với mã 29. Chúng ta sẽ có form size là form size M, nhưng mà CK hơi ngắn, chính vì thế nên là chỉ từ khoảng 1m62 đến 1m70 thôi. 7 năm không mặc được đâu ạ. Cân nặng 60 đến 70kg mặc được mã này nhá. Cotton 100% và cái tem của CK là made in Bangladesh. Và chúng ta sẽ có một cái logo CK ở đây. Không biết mọi người nhìn rõ, khó nhìn vết nhỉ. Đây cho mọi người nhìn như này cho nó dễ. Đó, chúng ta sẽ có một cái logo CK ở đây. Đấy, nhưng mà nhìn phải nhìn kỹ lắm mới thấy. Tem mác đầy đủ nhá, đồ mới cao. Đây nghe, cúc kia cả thứ còn nguyên, cúc gì. Tiếp 30 ạ, chúng ta sẽ đến với Order, một cái thương hiệu mà rất nhiều người gọi là hay nói với mình. Đây là thương hiệu có tên là ED. Logo còn nguyên này, độ mới là 95 nhé, chất liệu thể thao của nhà Order. 1m68 đến 1m75, cân nặng 70 đến 85 ạ. 5, 4, 3, 2, 1, độ mới trên 95. Phía đằng sau đây, đây mọi người nhìn kỹ giúp mình nhé. Áo chính hãng nó đẹp. Tiếp em ơi, 31, chúng ta sẽ đến với một con Basic T của Le Cap Sport. Chúng ta sẽ có chất liệu là chất liệu thể thao, màu thì là màu đen. Basic là bởi vì đơn giản, nó chỉ có một màu đen. Đấy, cái dòng thể thao này thì thường là cúc đầu tiên nó sẽ khác màu với hai cái cúc còn lại. Le Cap Sport 1m68, 1m75, cân nặng 65 đến 80. Con này form thể thao co giãn nha, vải co giãn. Mặc tập luyện thì siêu sướng luôn. Điểm nhấn duy nhất chỉ là một cái logo ở phía này, còn lại tất cả con áo đều màu đen. Tem đọc được từng chữ một, đủ chất chưa ạ. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với một cái mã rất đẹp của nhà Dicky. Con này là mã 32 ạ. Chúng ta sẽ có một con của Dicky, một con xám lông chổi của Dicky. Độ mới 95. 1m60 đến 1m65, cân nặng 60 đến 70. Mặc cho mình mã này nhá. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì không còn nữa, bởi vì những con áo này là trong kiện VIP, giá thì lại là phong thường. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 33. Chúng ta sẽ đến với một em Nike màu nâu. Nike bán, Nike mà bán giá này thì có phải phá giá thị trường không? Chúng ta nhìn kỹ này, từng cái con cúc của Nike một nhá. Đây, nó sẽ in cái Nike dập nổi ở đây, à dập chìm ở đây, trong này, sorry anh em. Chúng ta sẽ có một con Nike màu nâu, họa tiết, logo là logo theo nhá. 1m65, 1m72, cân nặng 60-75, form size là form size M, chất liệu là cotton 100%, logo Nike ấy. Và cái hệ thống tem của Nike thì mình cũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều, Nike làm rất nhiều tem cho áo nhá. Đây, chúng ta sẽ có một con cotton 100% của Nike như thế này. 54321 nhé, qua mã đi. Tiếp tục, mã 34 ạ, chúng ta sẽ đến với Spaw. Một con Basic T màu nâu. Màu, con này là màu nâu nhạt của nhà Spaw Hàn Quốc, áo của Hàn. Cotton 100%, cotton rất giống cotton của Uniqlo. 1m68, 1m75, cân nặng 65-80 nhé. 54321, con này không có một vết bẩn nữa đâu. Soi này, soi chán đi, tay tiếc các thứ này, bo tay còn nguyên luôn này. Chưa rão, chưa sờn, chưa bẩn. Đó, đó là những giá trị mà mình có được khi mà mình đi mở kiện anh em nhé. Mã con này là bao nhiêu? 35 đi em. 35, chúng ta sẽ quay lại với Uniqlo. Nhưng mà cái con này chất liệu của nó là 100% cotton, nhưng mà cotton của nó là cotton mềm và rất mỏng nhé. Mà con này thì được cái là mát, nhưng mà cái form của nó không được đẹp. Con này màu khá giống con kia, con này màu nâu còn nhạt hơn cả con vừa nãy nữa. Nhưng con này là form lịch sự, chính vì thế là cân nặng chỉ từ 60 đến 70, nhưng chiều cao có thể từ 1m65 đến 1m72 nhé. Form lịch sự thì cái phần ngang của nó này, phần ngang áo từ bên này sang bên này nó sẽ khá là nhỏ, nó không được rộng rãi cho lắm. 54321 qua mã. 36. 36, chúng ta sẽ đến với STCO. Đây là một con size 100. Và hàng lại là tiếp tục lại hàng của Hàn Quốc. Các cái cúc còn nguyên. Đây, chúng ta sẽ có một cái con với chất liệu là cotton mát, siêu mát rồi. Riêng con này thì cực mát này. 1m68, 1m75, cân nặng 60-75.
form cũng là form lịch sự luôn. Cho mọi người xem tem luôn này. Đây. Tem Hàn nhá. Đó. 100% chữ Hàn ở đây. Tiếp em ơi. 37 chúng ta sẽ quay. Ui. Con này rẻ quá. Chúng ta sẽ đến với Burberry. Mình cứ làm như đúng rồi ấy nhỉ. Có nhiều con đáng nhẽ ra là đây. Hàng Burberry London này anh em. Mã con này là mã 37. 1m70 đến 1m75, cân nặng 70 đến 80 đấy nhá. Burberry nó sẽ làm form lịch sự. Chúng ta sẽ có logo thêu ở đây của Burberry này. Anh em đợi mình một chút. Con này tem của nó bị mờ rồi. Nhưng mà chất liệu của nó là cotton 100% nhá. Con này là Burberry London anh em. Đến từ thị trường của Anh. Đẹp ấy. Tiếp. 38 là chúng ta sẽ đến với đai. Nhìn đơn giản thôi nhưng mà đây. Ba cái cúc đều in chữ đai này và cúc của con này thì cực đẹp luôn. Chúng ta sẽ có một cái con với chất liệu là thể thao và cái màu của nó rất đẹp nhá. Đây cho mọi người xem. Màu của con này rất dễ nhầm, nếu mà giả sử không phải là của thương hiệu này thì rất dễ nhầm với những con áo thể thao của Nike. Đây. Đai. 1m60 đến 1m65, cân nặng 60 đến 70 mặc dùng hình mã này nhá. Thể thao, hàng của Hàn đấy ạ. Đây, đẹp chưa? Con này đẹp lắm. Độ mới là 95. 39 ạ, chúng ta sẽ đến với Giordano và con này màu trắng. Trắng như chưa bao giờ được trắng luôn. Anh em muốn mua một con polo mà mới đét màu trắng thì hãy chọn sang mã này. Đây anh em, con này của Giordano. Đó, chúng ta sẽ có một con màu trắng tinh, cotton 100%, trắng lắm anh em. 1m62 đến 1m68, cân nặng 60 đến 70 mặc giúp mình mã này nhá. Giordano. Con này anh em về chỉ cần giặt qua một phát thôi là không khác gì áo mới luôn. Đây, cúc kia tem hát còn đầy đủ, đọc được từng chữ một của Giordano nhá. 40 chúng ta sẽ đến với Nike Made in Korea. Ôi sao con này đẹp thế này mà lại. Ờ đúng rồi, kiện sót mà. Thỉnh thoảng nó vẫn sẽ sót một vài con siêu phẩm như này. 1m65, 1m72, cân nặng 60-75, nhà Nike, basic tee của Nike, chất liệu thể thao nhé. Sao sót ra nhiều con đẹp thế? Khó hiểu vậy. Tiếp. 41 ạ, chúng ta sẽ đến với Ralph Lauren. Chúng ta sẽ có cotton 100%. Đấy, nhà mình lọc thỉnh thoảng nó vẫn sót ra mấy cái con mà đáng nhẽ ra là cho vào kiện VIP cái là bay luôn. Đây. Ralph Lauren này, con này cũng đẹp. 1m62 đến 1m68, cân nặng 60-70 ạ. Form lịch sự của Ralph Lauren nhá. Ralph Lauren thì nó là biểu tượng của áo phông của bẻ rồi. Chính vì thế nên là chất liệu cotton của nó rất tốt, 100% cotton đấy. Mã 41. 42. 42 chúng ta sẽ đến với một em Nike khá là to. Chất liệu là dry fit và con này thì form của nó là form thể thao. Đợi đóng cúc rồi đấy. Con này chắc chắn hệ thống tem của nó cũng nhiều rồi. Tem của mấy con thể thao này nó nhiều lắm anh em. 1m70, 1m75, cân nặng 70 đến 90 mặc dùng hình mã này nhé, của nhà Nike. Dry fit ấy. Đấy, bảo mà. Riêng những cái con kiểu thể thao của Nike như này, con này của Nhật Bản. Và chúng ta sẽ có một đống tem luôn. Mã này đẹp đấy. Form size này anh em cứ mua về áo này chắc phải 5 năm nữa nó mới hỏng được. Với chất liệu thể thao co giãn như thế này cho giật thoải mái, nó sẽ về form bình thường như những con này mới lắm. Chẳng qua lẽ kiện thì dấu smooth của nó bị ảnh hưởng tí thôi. 43 chúng ta sẽ đến với một em Adidas. Ui. Đây, Adidas. Con này đẹp chưa? Đây cho anh em xem. Từ từ anh em đợi mình tí nha, mình đóng cái cúc này vào đã. Màu đẹp chưa? 1m62 đến 1m68, cân nặng 60-70. 54321. Chất liệu là Klimalai. Đó. Tag sau. Con này hệ thống tem của nó ở trên nhá, ở dưới nó chỉ có đi kèm cái cúc thôi. Tem ở trên của nó là đây, rất nhiều tem ở trên rồi này. Đây. QR của Adidas. Đấy. Tiếp. 44 ạ, chúng ta sẽ đến với Ralph Lauren. Chúng ta sẽ có một cái con cổ sơ mi và cả cái áo là cái áo cotton. 1m68, 1m75, cân nặng 65 đến 80kg mặc dù mình mã này nhá. Của nhà Ralph Lauren, màu đẹp lắm anh em. Hôm qua Minh Hoàng lên clip nó không đóng cái cúc để vào, thế nên là cầm cái áo lên sộc xà sộc sạch. Rất nhiều người nói. Nhưng mà vấn đề là anh em thông cảm nhá, bởi vì là cái clip
Hôm qua mình lên mình chỉ muốn là để test xem nhân viên mình làm được hay không. Đây này, ở phía bên trong này là cúc nó che nhá. Tức là cả cái hàng phía bên dưới này là gần như là không ấy nhá. Nó sẽ có hai lớp như này. Thì chúng ta sẽ đóng cúc vào phía bên trong này nhá. Và cúc kia cái thứ của nó còn nguyên 44 đấy. Form size mình đọc rồi đấy. Giá 250. Tay còn nguyên. Đó. Cốt tông của Ralph Lauren thì không thể chê được anh em, bởi vì nó làm đẹp lắm. 40 năm chúng ta sẽ quay trở lại với chất liệu thể thao với nhà Le Cap Sport. Con này thì cũng chỉ đơn giản là một màu đen huyền bí, logo màu cam, đơn giản lắm. Đây. Con này size nhỏ nhá, 1m6 đến 1m65, cân nặng 55 đến 62. 5 4 321 của nhà Le Cap. Không có gì để trách đâu ạ, bởi vì độ mới của mấy cái con thể thao này cao lắm. Nếu bẩn, nếu sờn, nếu rách thì mình sẽ không bao giờ cho vào những clip mà mình lên. Còn những cái clip mà bạn Minh Hoàng bạn ấy lên trong thời gian sắp tới thì nếu có lỗi thì mình sẽ báo lỗi luôn ở đấy nhá. 46 chúng ta sẽ đến với cái gì? Chúng ta sẽ đến với K Swift với một cái con này màu xám lông chuột nhưng họa tiết kiểu xi măng anh em ạ. 1m65, 1m72, cân nặng 60-75. Đẹp lắm, độ mới rất cao. Logo, logiếc các thứ ở trên từng cái cúc một này. Độ mới cao lắm, con này không có một tí bẩn nào luôn. Đây, mình soi mặt trước nhá. Này, sau đấy mình soi mặt sau này. Anh em tìm thấy vết bẩn mình tặng luôn con áo luôn này. Đẹp như thế này không ạ? Tiếp em ơi. 47 chúng ta sẽ đến với Greg Norman. Đây là một con màu vàng. Một con hàng lại tiếp tục đến từ thị trường của Hàn. Chúng ta sẽ có đầu tiên là phía tem trên của nó. Mọi người nhìn thấy cả cái tag của nó đây. Đây. Bình thường là nó sẽ có một cái tag như này, nhưng mà lúc mà mình giặt ấy là mình bỏ ra. Bởi vì những con này đều giặt hết rồi. Và cúc này. In logo hết nhá, cả ba cái cúc. Độ mới chắc phải 98 ấy. Con này màu vàng. Cốt tông 100%. Lại tiếp tục chúng ta sẽ đến với form size 1m68, 1m75, cân nặng 70 đến 90 nhá, bởi con này rộng ngang. Đây, tem phía dưới và cúc kia các thứ còn nguyên này. Đẹp chưa? Tiếp em ơi. 48 chúng ta sẽ đến với một con áo thể thao của nhà Lining. Anh em nào mà đi tập cầu lông bóng đá, à không, cầu lông bóng chuyền hoặc là tennis thì nên chọn mã này, bởi vì con này nhìn rất giống áo của mấy vận động viên. Đó. Lining nhá. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Chất liệu thể thao của nhà Lining nha. Áo của Lining thì anh em có thể tự sơ giá được, bởi ở Việt Nam có rất nhiều cửa hàng của Lining. Đây, tem. Cuối à? Chúng ta sẽ chọn Randu một mã nhé. Đây, lấy con này đi. Con này trong kiện VIP này còn chưa kịp lên. Lấy đi, đưa con 49 đi. Chúng ta sẽ đến với 49 ạ. Thực ra cái số 49 nó không đẹp cho lắm. Thế là thôi, lên tròn 50 mã nhé. Amber of Chrome by Fit. Con này màu của nó là màu gọi là màu đen, nhưng mà nó là đen nhạt đấy, chứ nó không phải là màu đen đậm đâu của nhà Amber. Còn nếu mà giả sử như nó cũ hay nó bạc thì nó sẽ bạc mỗi cái cổ hoặc là tay thôi, còn cả con áo này màu như thế này. Con này là form lịch sự nhá, 1m62 đến 1m68, cân nặng 60 đến 70, mặc dù mình mã này nhá. Con này của Amber of Chrome by Fit, thương hiệu nó nổi tiếng rồi, chính vì thế nên là chốt thôi. Đây, tem mác các thứ đây. Nếu giả sử như kiểu áo nó cũ ấy, thì tem của nó không thể mới được như này. Trắng tinh và các chữ cái dù là nhỏ nhất, tem của này Hàn Quốc, nó vẫn đọc được từng chữ một luôn. Logo theo. Và mã cuối cùng ngày hôm nay để tri ân với cái giá 250.000, chúng ta sẽ đến với một cái mã Basic T của Aniquilo. Con này trong kiện VIP ấy. Hôm nay mình vừa về được một ít thôi. Chúng ta sẽ có một cái con hàng với form size 1m72 đến 1m78 dành cho những người cân nặng và cao to. Con này thì độ mới là 95%. Và chúng ta sẽ có form size là 70-95kg. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đến với Cường Kiên Thân. Nhớ like và subscribe liên tục cập nhật những clip mới. Mình là Cường Kiên Thân, mình là một chuyên gia về đồ high hand. Và clip ngày hôm nay thì gần như là một lời tri ân của Cường Kiên Thân cho cái kiện VIP cuối cùng dành cho tất cả những người nào chưa từng săn được áo. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau nhé. Bye bye.